Sau hàng nhiệt độ điện xin chào các bác. Hôm nay lên sóng phục vụ ở nhà một con máy lọc không khí Daikin Phần Trăng. Một cái con ở trong cái phân khúc cuối cùng của cái dòng hai của lọc tĩnh điện. Về hình thức con này thì bên em đã làm đẹp long lanh cho các bác rồi. Wow, bóng loáng, để các bác chỉ việc cắm điện là dùng thôi. Daikin Vầng Trăng, công suất 75W, dùng cho phòng khoảng 50-55m2 trở lại. Các chức năng trên máy thì cũng tương tự như nhau thôi ạ. Eco này, hẹn giờ, khóa trẻ em hoặc là tắt đèn, nếu giữ thì là khóa trẻ em coi nhé. Buồm lọc khí Eco, báo phần trăm độ ẩm bụi mịn 2.5 PM, còn em để mã số 8 coi nhé. Đã làm rất là đẹp. Con này có cái năm sản xuất khá là khủng, là 2016. MCK 70S 75W đời 2016 nhé. Hình thức thì đã làm đẹp từ đầu đến đít rồi. Bên trong này là khu vực màng lọc tĩnh điện. Hai con lọc tĩnh điện hai bên này, màng HEPA thay mới. Đây là cái model cuối cùng của cái dòng cột lọc tĩnh điện. Hai con lọc tĩnh điện thôi nhé. Trong này nó có sợi dây này, phóng điện ở hai cực điện đây. Đây. Hai bên máy rất là đẹp. Màng HEPA thay mới rồi. Một con máy đời khá cao. Hai cột lọc tĩnh điện hai bên, bình nước buồm, màng tạo ẩm. Một con máy lọc khí Daikin Vầng Trăng khá là ok, đẹp, đời 2016, mọi chức năng hoạt động hoàn hảo. Đã đấu điện 220V rồi các bác nhé. Đấu điện 220V rồi, bảo hành 1 năm. Máy khá là đẹp. Con này em bán là 4.1 triệu nhé. Các bác nào có nhu cầu lấy thì các bác liên hệ. Giá 4.1 triệu chưa phí vận chuyển. Tiếp hàng toàn quốc, không bao ship. Chào các bác.